Vâng, chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Lo Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú, chị các bạn mình thực hiện tại Nhật Bản. Và đây là cái trung tâm thương mại bán đồ đã qua sử dụng. Ở Nhật Bản thì anh chị em đã biết là một thiên đường đồ đã qua sử dụng. Và trước mắt cô chú, anh chị các bạn rất là nhiều các dòng loa đến từ khắp nơi trên thế giới. Đa số là loa của Nhật. Và ở đây có hai cặp của Mexico, loa của châu Âu, châu Mỹ. Đây, bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho cô chú như các bạn nhé. Trước mắt cô chú các bạn là một con JBL 4312E Control Monitor. Con này thì nó trong tình trạng đẹp xuất sắc, mới lên đến khoảng 98-99%. Đây là toàn bộ cái giấy tờ kèm theo của loa. Cái loa này thì nó đã bọc ni lông túi bóng mà mình đã xin phép chủ tiệm là bóc ra một cái để quay cận cảnh chi tiết cho cô chú như các bạn. Đây là một cặp loa nó tương đối nặng cho hai quả, vì vậy cô chú như các bạn có thể đi đường biển về cho giá thành nó mềm hơn một chút nhé. Đấy, con này nó đi đường biển về nó loanh quanh khoảng 40 triệu, Anh chị em nào quan tâm đến cái dòng JBL và monitor kiểm âm thì đây là một cặp loa tầm trung, tương đối. Cặp này thì nó đẹp xuất sắc luôn anh chị em, không có một điểm trừ nào nhé. Đẹp từ trước về sau và từ trên xuống dưới. Bát của nó thì cái này nó sở hữu bát 30, 3 đường tiếng. Cặp này thì nó tương đối nặng nhé, khi mà đóng cả bao bì vào nữa thì nó tương đối nặng, nên là vì vậy anh chị em nên đi được đường biển. Bát 30 đi đường biển về thì nó loanh quanh khoảng 40 triệu, còn anh em nào đi đường bay thì nó lên tầm 45 triệu. Chiếc này thì được sản xuất tại Mexico, Lát nữa thì mình sẽ quay cái phía trong anh chị em xem nhé. À, quay cái phía đằng sau để cô chú anh chị các bạn xem. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với mức giá là 14.3 ngàn yên, 143 ngàn yên. Kế tiếp và liên tục chương trình thì bên đây cũng có một cặp loa nó cũng mới về xong, cũng trong tình trạng đẹp. Nhưng mà con này thì không đẹp bằng con vừa nãy. Tuy nhiên đây là cái số của nó khác nhá. Giá tiền thì bằng nhau, nhưng con này là 4312 MK2. Cái dòng MK2 thì đa số ở Việt Nam anh chị em vẫn thích hơn. Con này thì nó cũ hơn con kia một chút, nhưng vẫn trong tình trạng đẹp xuất sắc. Vừa nãy là mình đã xin phép chủ tiệm để mở cái ly lông ra, quay cận cảnh chi tiết để anh chị em dễ hình dung và mua sắm. Cặp này thì nó cũng bằng cặp tiền, bằng cặp vừa nãy, giá tiền bằng nhau. Con này cũ hơn một chút nhé. Anh chị em cũ hơn một chút, nó chỉ 1910 thôi. Thường là những cặp loa đã qua sử dụng mà còn như thế này thì là dòng rất là đẹp. Anh chị em quan sát 3 đường tiếng và một ống thông hơi, 2 tinh chỉnh. Con này cũng là control monitor. Dòng loa nghe nhạc, kiểm âm. Hai cặp loa này thì nó cũng nặng tương đương nhau thôi, nặng tương đương nhau. Giá đi biển thì nó khoảng loanh quanh 40 triệu tiền Việt Nam. Và đi biển thì nó khoảng hơn 2 tháng nhé. Hơn 2 tháng thì các bác sẽ nhận được hàng. Cái điểm trừ của cặp loa này thì anh chị em có thể quan sát là cái căng bằng giấy nện này của nó bị gãy. Gãy cái phần này nhé. Tuy nhiên anh chị em đổ keo vào là sẽ cứng lại thôi. Không vấn đề gì. Không quá nghiêm trọng. Mà khi mà anh em ráp vào loa thì nó nằm ở trong cái khuôn loa nhé, nên là không sợ. Đó, đây là hai cặp loa đẹp nhất trong cái tiệm này. Ngay bây giờ thì mình sẽ quay đằng sau nhé. Quay đằng sau để anh em dễ hình dung và dễ mua sắm. Quay trở lại cái cặp loa này thì anh chị em thấy nó quá đẹp luôn. Lên đến 98%. Chỉ thiếu mỗi thùng xốp. Đấy. Đây là phía mặt sau của nó này. Con này thì bằng gỗ. Theo mình quan sát được thì chiếc này là chiếc sản xuất tại Mexico, 4312 EBK, Made in Mexico, dòng JBL. Cặp loa này thì không còn điểm chê, chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi nha anh chị em nhé. Đấy, kế tiếp với cái cặp bên đây thì anh chị em thấy cái đằng sau của nó thì là một dãy số seri. Một dãy số seri thôi.
Con này thì tất cả các thông số của nó để ở phía trước hết này. Phía trước hết. Giá về thì bằng tiền nhau nhá, nhưng mà con MK2 này đa số anh chị em ở Việt Nam vẫn thích hơn. Thích hơn cái dòng E. Giá tiền thì hiện tại đã bày bán tại Nhật thì giá tiền bằng nhau nhá, 14.3 ngàn. Kế tiếp và liên tục chương trình thì mình để xuống dưới đây và quay tiếp cho cô chú anh chị các bạn những dòng sản phẩm mà mình đã thanh toán tiền xong. Đó là những chiếc loa cỏ và đặc biệt là có chiếc cassette và chiếc đầu câm. Thế này thì mình vừa thanh toán tiền xong, bởi vì anh chị em có thể quan sát hàng của ngày xưa mà nó giữ trong tình trạng quá mới luôn. Và tuy nhiên mới nó vẫn có cái điểm trừ của nó nhé, lát nữa mình sẽ báo sau. Tuy nhiên bây giờ mình thay khoáng qua để anh chị em dễ hình dung. Giá của nó rất tốt để các bác mua sắm nhé. Chiếc đà này đi bay về Việt Nam là 3 triệu tiền Việt Nam. Chiếc này thì anh chị em thấy là nó chạy cả pin lẫn cả đường điện 100V. Đây là ổ cắm 100V nhé, kèm theo dây. Đằng sau đây thì anh chị em có thể quan sát cận cảnh hơn là made in Japan. Đây là một chiếc đài của ngày xưa mà nó giữ còn tương đối đẹp. Nếu mà nói về độ đẹp thì ở Nhật Bản hiếm có con nào đẹp như con này. Đây là hộc pin của nó này. Pin của nó thì chạy 4 quả pin chung. 4 quả pin đại. Chạy 4 quả pin đại. Bắt sóng radio AM, FM. Đây là cái anten của nó này. Rất sáng và đẹp. Nói chung anh chị em nào sưu tầm những cái dòng này thì đây là một chiếc đài vô cùng tuyệt vời. Giá của nó cũng rất tốt để các bác mua sắm nhé. Về tay chỉ có 3 triệu. Trên đây rất là sáng và đẹp này. Đấy. Hiện tại thì cái băng cassette và tiệm nó nói là cái băng vẫn quay bình thường nhé. Chỉ có tua đi tua lại là không. Tua đi và tua lại là không quay. Và cái điểm trừ nữa là cái anh chị em có thể quan sát này. Đấy, băng này thì cho băng mà vẫn quay bình thường nhá, vẫn phát bình thường, radio vẫn phát bình thường. Chỉ có tua đi tua lại là không được thôi. Đấy, và anh chị em có thể quan sát thêm một cái điểm trừ nữa là đây có một cái lẫy này. Cái nút này nhá, nút này thì nó bị gãy. Nút này nó bị gãy, nhưng mà tuy nhiên thì nhìn rất là kín luôn nhá, chỉ có mình bảo thì anh em mới thấy thôi. Nút bị gãy và anh em vẫn có thể gạt lên gạt xuống được. Luồn tay và vẫn gạt lên gạt xuống được. Chạy AM FM đài AFC châu Á. Giá về tay 3 triệu tiền Việt Nam. Chính vì vậy nó bán giá rất là rẻ để anh em lựa chọn nhé. 3 triệu bác nào quan tâm thì chụp lại. Kế tiếp và liên tục chương trình thì đây là một con đầu câm hai cửa. Trong tình trạng đẹp xuất sắc. Đẹp lên đến trên 90%. Gồm có hai cửa băng A và B. Nút công tắc nguồn. Con này là con Sansui D919W. Ở Việt Nam anh chị em hay gọi nó là đầu câm ấy. Con này thì nó thu và phát băng rất là tốt. Thu phát băng cassette rất là tốt. Chức năng chính của nó là chạy cassette. Kích thước của nó thì khoảng 45cm. Mới chưa từng thấy. Này thì dùng điện 100V anh chị em nhé, dùng điện 100V. Trong tình trạng đẹp xuất sắc từ trước về sau, từ trong ra ngoài. Hàng này thì chạy hoàn hảo anh chị em nhé, ghim điện phát là ăn liền. Giá chiếc này về tay là 5 triệu tiền Việt Nam. Đây nó có đường lai in, đường lai vào. Đường lai vào, đường lai ra. Để anh em phối kết hợp nghe điện thoại. Hoặc để thu âm. Hai cửa nha anh chị em nhé. Cửa A và cửa B. Và qua đồng hồ điện tử báo số. Đây là nút bật nguồn. Tất cả đều rất sáng và đẹp. 5 triệu là giá về tay nhé. Bao ship trên toàn quốc. Số điện thoại thì đang hiển thị trên màn hình cô chú chứ các bạn là cả số Việt Nam lẫn số Nhật Bản. Để anh em tiện bề mua sắm. Kế tiếp và liên tục chương trình quay tiếp cho cô chú anh chị và các bạn những dòng loa trợ lời trợ tiếng trong các dàn karaoke. Thì trước mắt cô chú anh chị và các bạn đây là một cặp loa BMP, hay còn gọi nó là loa tay, loa trợ lời. Chiếc này thì nhỏ thế nhưng mà công suất của nó rất tốt để các bác chơi nhé. Giá cặp này về tay cũng rất tốt, 2 triệu 500 ngàn đồng là giá bao ship trên toàn quốc.
Giá nó bán rẻ tại vì một chiếc này nó bị mất một chiếc tem nhá, không ảnh hưởng gì anh chị em. Đằng sau nó là BMB. Chiếc này thì anh chị em quan sát đằng sau nó mất một chiếc tem nên giá nó bán tốt. Giá về tay chỉ có 2,5 triệu. Bao ship trên toàn quốc là hàng đi bay nhá. Khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Anh chị em quan sát là nó mất một cái tem nhá. Đấy, còn đây tem còn lại của nó thì anh chị em quan sát là con BMB. Speaker mà sản xuất tại Nhật Bản, 150W một thùng nhá. Nhỏ nhưng mà có võ, 150W một thùng. Đấy, cái này thì nó mất một tem nên giá nó bán tốt này. Giá về tay 2,5 triệu đồng là giá bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua số Zalo, tại vì nó có một cặp duy nhất. Lát nữa thì mình sẽ quay tiếp, tại vì những cái cặp này là mình đã thanh toán tiền xong nhá. Đa số những cặp nào giá tốt là đa số mình thanh toán luôn. Và nhân tiện ở cửa hàng này thì quay và báo giá luôn cho cô chú anh chị các bạn. Hàng ngày hàng tuần thì mình lang thang khắp tại các trung tâm thương mại đồ đã qua sử dụng ở Nhật Bản, săn tìm các món hàng và liên tục quay cho cô chú anh chị các bạn tại Việt Nam, quan sát và mua sắm rất thuận tiện. Thì kế tiếp và liên tục chương trình, đây là một cặp loa đia tông. Cặp loa này thì anh chị em có thể quan sát là nó có hai cái bát nhé. Một chiếc của nó có hai cái bát, một thùng của nó thì gồm hai bát. Size của nó thì to hơn chiếc kia. Cặp này thì về tay là 3 triệu tiền Việt Nam. 3 triệu. Đấy, anh em thấy có hai quả bát 12cm này. Đấy, cặp này về tay là 3 triệu nhé. Dùng loa trợ lời, trợ tiếng trong các dàn karaoke. Daiton DS-103V sản xuất tại Nhật Bản. Công suất là 80W một thùng. Số series là 21755. Đặc biệt là cái cặp loa này nó còn trùng cả series nữa. Cái nào còn giữ được tem là còn nguyên chất lượng, trùng cả series. Giá về tay chỉ có 3 triệu, giá rất tốt để các bác mua sắm. Sản xuất tại Nhật Bản, 80W một thùng, 8 ohm, đây là made in Japan. 21755 và cái loa bên đây là cũng 21755, trùng series. 3 triệu là giá về tay nhá, các bác quan tâm thì chụp lại và nhanh chóng gửi qua một trong hai số Zalo trên. Tất cả các sản phẩm các bác mua thì các bác nên chụp lại nhé, chụp lại để dễ bề tìm kiếm và mua sắm. Kế tiếp và liên tục chương trình, quay tiếp cho cô chú anh chị các bạn. Những cái sản phẩm này là mình đã thanh toán tiền xong. Và trước mắt cô chú anh chị các bạn là một con robot Keyboy, con robot hút bụi. Con này thì đặc biệt anh chị em có thể quan sát trong tình trạng rất mới luôn. Mới lên đến trên 90% hàng xài lướt, còn giữ được đầy đủ chổi và lô thay thế. Đấy, đây là phía sau của nó này, phía bụng của nó này. Anh chị em thấy còn rất sáng và sạch. Có một cái lô nhé, lô và một chổi. Nên là con này nó hút rất là sạch, hút tất cả các dòng bụi mịn. Đấy, khi mà chạy thì cái lô này nó xoay. Và đây là cái công tắc này, công tắc trước khi khởi động. Anh em bật lên và cho nó nằm úp xuống, sau đó thì nhấn nút khởi động là chạy thôi. Đây là cái khay rác của nó. Anh chị em chạy 5-7 ngày thì anh chị em đổ rác một lần. Hoặc là lúc nào đầy thì đổ, tùy theo. Còn đây là cái đế sạc của nó nhá. Đế sạc từ khi mà làm việc xong hết pin thì nó lại chạy về trung tâm nó sạc như này. Còn đây là cái adapter có thể cắm điện 220V. Cắm điện 220V đều được. Và đây là cái phụ tùng thay thế này, gồm có quả lô này, ba cái chổi xoay và đây là cái lọc này. Đấy, tất cả cái con này nó chạy nó chưa mòn hết một cái chổi luôn nhé. Giá về tay 3,5 triệu, 3,5 triệu đồng và một chiếc duy nhất. Bác nào xem được sớm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua số Zalo. Rất là nhiều anh chị em dặn máy hút bụi nhưng mà thỉnh thoảng gặp được một chiếc thì anh chị em nào xem sớm thì lấy nhé.
3,5 triệu là giá về tay. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái gian hàng gia dụng trong gia đình thì anh chị em có thể thấy khu này thì bán rất là nhiều luôn. Và ngay lập tức thì mình đã thanh toán và mua được 2 chiếc máy hút ẩm. Chiếc này thì rất phù hợp cho anh chị em sống tại khu vực miền Trung trở ra miền Bắc, bởi vì cái mùi nồm của nó thì vô cùng khó chịu. Cái này thì cái phả ra hơi nóng nhá, anh chị em có thể tiện đây để sấy quần áo luôn. Nó phả ra hơi nóng ấm để sấy quần áo. Còn chức năng chính của nó thì là hút ẩm. Anh chị em có thể quan sát này. Thông số kỹ thuật và công suất của chiếc này thì anh chị em có thể thấy là nó 300W tiêu thụ. Năm tần suất là 2020, điện 100V. Công suất hút là 2.2 lít trên ngày. Sản xuất năm 2020. Anh chị em thấy là tất cả các dòng đời mới bây giờ thì đa số nó sản xuất tại nước ngoài hết nhé. Một là Trung Quốc mà hai là Malaysia. Đây là cái bản dùng cho thị trường nội địa Nhật Bản. Đây là cái khay nước của nó này. Giá chiếc hút ẩm này về tay 3,5 triệu, 3,5 triệu trong tình trạng rất mới luôn. Rất mới và rất tốt, giá rất tốt để các bác mua sắm nhé. 3,5 triệu, 3,5 triệu. Anh chị em quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong 2 số Zalo trên. Giá 3,5 triệu là giá đi bay nhé. Hàng sẽ được đi máy bay khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Và trong cái clip này có 1 chiếc. Này là 3,5 triệu. Còn 1 chiếc tiếp theo quay tiếp cho cô chú chị các bạn. Mỗi một dòng, mỗi một đời giá tiền nó lại khác nhau. Thì anh chị em cứ chờ đợi trong giây lát. Kế tiếp và liên tục chương trình thì đây cũng là một cái mẫu. Chức năng của nó là cũng là sấy quần áo và hút ẩm. Chức năng hút ẩm là chính. Đây là cái phả ra hơi nóng để anh em có thể tận dụng để sấy quần áo. Treo quần áo bên cạnh, quần áo rất mau khô. Nhất là vào trời miền Bắc, những ngày nồm ẩm thì vô cùng khó chịu và ẩm ướt. Tất cả các thiết bị trong gia đình, nhất là đồ điện tử thì nhanh chóng bị hư hại. Do thời tiết nồm ẩm thì đây là một con máy vô cùng hữu ích để các bác sử dụng trong các không gian thuộc gia đình nhà mình. Chiếc này thì thông số của nó đều được ghi hết đằng sau. Điện 100V, 180W. Sản xuất năm 2020. Cũng made in China, bản nội địa Nhật Bản. Dành cho thị trường nội địa Nhật Bản. Chiếc này thì anh chị em thấy là một cái khay để chứa nước và đồng thời nó tích hợp thêm một cái đường ống nhé, để anh em có thể câu ra bên ngoài. Đó, đây là một con đường ống chính để thoát nước này. Ngoài bình phụ ra nó còn có đường ống. Ngoài bình nước chính ra nó còn một cái đường ống phụ nữa, để anh chị em nào lười đổ nước thì có thể câu ra thêm bên ngoài một cái khay, cái chậu nhé. Đấy, khi mà nước đầy lên đây thì anh em quên thì nó sẽ có một cái đường ống chảy ra bên ngoài. Anh chị em đấu nối ra bên ngoài trực tiếp thì anh chị em không cần phải để ý đến lượng nước đầy nữa. Lúc nào đầy thì anh em đổ ra bên ngoài. Đây nó có thêm một cái tính năng như vậy. Và chức năng chủ yếu của nó vẫn là hút ẩm và sấy quần áo. Chiếc này về tay thì đắt hơn chiếc kia 1 triệu nhé. 4,5 triệu bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong 2 số Zalo trên. 4,5 triệu và 3,5 triệu. Kế tiếp và liên tục chương trình đi tiếp và quay cho cô chú anh chị các bạn cái quang cảnh buôn bán sầm uất tại thị trường Nhật Bản. Tất cả những cái dòng này thì giống như cái siêu thị ở Việt Nam nha anh chị em nhé. Nhưng mà nó toàn là đồ cũ này. Anh chị em có thể quan sát một cái nhìn toàn cảnh. Đây là một thiên đường đồ đã qua sử dụng. Thượng vàng hạ cám gồm tất cả các dòng sản phẩm như bàn ghế, cốc chén, bát đĩa và tất cả các đồ gia dụng nội thất trong gia đình. Anh chị em có thể quan sát và bác nào mê đồ cũ thì qua Nhật Bản thì anh chị em mê đắm trong các không gian ở siêu thị. Người ta bày bán, anh chị em có thể quan sát này, rất là nhiều luôn, không thiếu một cái gì luôn. Vào trong đây là sắm đầy đủ các thiết bị trong gia đình luôn. Ngay kể cả từ cái máy sấy tóc, cái máy bấm ghim, cái bóng điện, cái cốc, cái chén, bát, đũa, đĩa, không thiếu một cái gì.
Đồ hiệu cũng có, mà đồ bình dân cũng có. Quần áo, cốc chén, bát đĩa và đồ trưng bày. Kế tiếp và liên tục chương trình, cô chú anh chị các bạn có thể quan sát. Hiện tại thì chiếc ở cái tiệm này nó mới về được một chiếc thuyền, một con tàu huyền thoại, con tàu Titanic huyền thoại, quay qua cho cô chú anh chị các bạn nhé. Đấy, một con thuyền rất là hùng vĩ luôn. Titanic thì đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, già trẻ gái trai thì đều biết đến Titanic thông qua một bộ phim truyền hình của Mỹ vô cùng nổi tiếng. Thì đây là một cái mô hình y chang của tàu Titanic. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá là khoảng gần 6 triệu tiền Việt Nam, 33.000 yên. Rất là hùng vĩ và đẹp. Chiều dài của nó thì mình ước chừng nó khoảng 90, khoảng hơn 1 mét chút, khoảng 1m1, khoảng 1m05 chiều dài. Chế tác thì này bằng gỗ anh chị em nhé, chế tác bằng gỗ. Và rất là tinh xảo và chi tiết, trông như một con thuyền hùng vĩ bên ngoài, gồm rất là nhiều tầng, sảnh và phao cứu sinh. Đặc biệt là nó còn thêm cái hệ thống đèn nhé. Đây có ngoài chức năng trưng bày, khả năng nó là một chiếc đèn ngủ nữa. Bây giờ mình đưa ra cái chỗ để chuyên test đồ thiết bị điện, để mình cắm điện thử để cô chú chị các bạn có thể quan sát. Cắm điện vào thì khả năng buổi tối rất là lung linh và huyền ảo. Cái này thì anh chị em lưu ý là cắm điện 100V nhé. Cắm điện 100V hết ạ. Đấy, khi mà cắm điện vào thì tất cả các ngọn đèn LED đỏ rất là cổ của ngày xưa. Đấy, sáng cả bên trong lẫn cả hành lang. Cơ bản đây là một chiếc thuyền trưng bày đẹp. Giá tại Nhật nó bán khoảng 6 triệu tiền Việt Nam nhé. Loanh quanh khoảng 6 triệu. Giá về tay thì chắc nó phải khoảng 8 triệu, hơn 8 triệu. Tương đối cao, giá tương đối cao. 8 triệu rưỡi là giá về tay. 8 triệu 500 ngàn đồng là giá về tay nhé. Bác nào thực sự yêu thích một con tàu huyền thoại của Titanic và có một cái phòng khách rộng thì đây một cái thuyền trưng bày vô cùng tuyệt vời luôn. Dài hơn 1 mét nhé, dài hơn 1 mét. Rất là hùng vĩ và chi tiết, sắc sảo. Ngoài ra thì đây là còn rất nhiều các dòng tàu thuyền buồm khác nữa. Chiếc tàu Titanic này thì cơ bản có thể đóng về, có thể ship được về. Cái này thì rất khó trong việc đóng gói nhé. Về không may nó bể, nó vỡ cái thì vô cùng phí. Các bác nào thực sự quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Ngoài ra thì anh chị em thấy là đây nó còn rất nhiều thuyền buồm nhé. Đấy, và mấy cái thuyền buồm này thì rất là khó ship nên khả năng là mình sẽ không quay nữa. Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loa Hay TV xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.